Yes sir. Ui, Phú dọn sạch sẽ luôn mà. Sao lại lần đầu Phú? Trời ơi, anh mở lần nào Phú cũng cười mà. Lên cả clip rồi. Phú tệ thật ý. Sao lại cười trong nước mắt? Bạn ấy vừa cười vừa sướng. Ui. Ui, cốc 8. Sao? Sao? Phú bảo đợt này chơi xong rồi Phú cái gì nhỉ? Phú đi cắt chỉ à? Có phải không nhỉ? À không, Phú đi Phú đi mổ Abidan, tôi nhầm. Nhầm anh nhầm Phú ơi. Đi cắt Abidan. Xong rồi Phú sẽ nghỉ một thời gian. Trời ơi. No! Ủa RB là ai ta? Sao lại cúc? Trời ơi, 678 ạ. Đau họng nhưng tay vẫn donate được mà anh ạ. Người ta đi mổ, người ta... À, hay là đấy là lời chào nhỉ? Hay là Phú biết là duyên nó chỉ đến thế cho nên là Phú lấy cớ đi mổ. Mổ xong rồi Phú từ biệt mình luôn nhỉ? À, thôi, hôm nay tôi sẽ mở cho Phú ra Pele. Salah. Yes. Úi giời, vua Ai Cập Liverpool. Đức. Hả? Tơ, ê con này như được giá trăm. Được trăm á, ui 200 men. Young. À, score. Sco này có 10 là ngon này. Tại sao Sco lại có vị trí là mờ? Tại vì Euro năm đấy tuyển Anh dàn tiền vệ nhiều quá. ST. Why? Luis Suarez. Anh nhưng mà vẫn ngon đúng không? Thực ra vẫn ngon. Khi mà gói 100 ra 119. Vẫn được Phú ơi. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu chơi sự kiện FC Online có thể đến với kho thẻ 365.com. Các bạn sẽ có một ưu đãi đó là nạp thẻ Gamena chiết khấu 6%, nạp sò chiết khấu 10%. 16 rồi, 18 rồi. Uầy uầy uầy, thế còn 7 à? Không. Đức. S. Nào. Ôi trời ơi, đúng 7 luôn mà. Sáu, tám, bảy. Nếu mà sáu nữa thì không thuận mồm. Thế thì sáu, tám, bảy, tám. Đấy, nó mới chuẩn. Nào, Pháp xếp. Kinh Eric. À, từ từ đã nào. Bất ổn quá. Pháp CB à? Design đi. Kìa. Đừng vậy nữa. Trời ơi, bất ổn quá. Vào một gói LN đi. Anh RM. Ok hả? Không phải RM nhờ. Dưa câu. Bình tĩnh. Con này ngon Phú ơi. Con này nghìn tỷ. LN nào, please. LN, please. LN, Cabo. Anh Rooney. Yes. 700. Ngon. Vẫn trong tầm kiểm soát. Spotlight. ST à? Ui, 117 ạ. Trời ơi. Hiện tại icon TM tôi mở ngon nhất đang là kèo gì nhỉ anh em nhỉ? Tôi đang mở kèo TM ngon nhất. Hình như là Xavi. Xavi đúng rồi. Xavi Hernandez. Đừng có Nakata. Ác nó vừa thôi. Tôi tin là nick Phú hôm nay
sẽ ra là hai con Icon TM. Yes sir. Cũng 8 nữa nào, cũng 8 nữa là cũng cũng đỡ hơn á. Con Canna với con Rondo. Nào. Hà Lan. ST Hà Lan. Ai? Messi. À! Lỏ rồi. Trời không tin được. Trời ơi, có sao fantasy này chỉ số to thế. Cảm ơn Phú nhá. Cảm ơn em dài, sao lại cứ tặng hầm mộ thế Phú. Đừng. Cứu tôi mới, fantasy ngon như thế này. Thôi rồi. Nào, một màu trắng cho em. Một màu trắng nào. Back to back. Kenny Darklit à? 120. Yes, 860. Bình tĩnh Phú ơi. Tin anh. Hôm nay anh vẫn cảm giác anh là một ngày đỏ. Yo. Ui, lờ. Tây Ban Nha ST à? Raul de Tomás. Tôi xin lá cờ Brazil đi. Brazil CM. Trời ơi. Nào, công thức đỉnh cao ngày xưa của mình là gì? Ba hủy. Bớt những cái comment Nagata đi. Vừa phải thôi mấy ní ơi. Đừng Đôn. Nào. Brazil. Brazil. Kenny Darklit à? Ui, Kenny Darklit chỉ số ngon nha. 121.000 tỷ. Được nè. Ui, kèo này 2/5. Ui, hai Kenny Darklit liên tiếp à? Hình như đây là lần đầu tiên tôi mở được Kenny Darklit ấy. Ngon á. 2/5. Di chuyển đá đấm ok á, ST 121. Được cái là Kenny Darklit toàn diện. Sao lại phôi, kèo này đáng ngon mà. Trời ơi. LN 104. Cờ đấy chỉ có Kenny Darklit thôi. Nào. Làm con Darklit. Ủa, à có. Có lại con Darklit. Rồi. Bói chốt này. Anh RM. Ui, quay nè. Trời ơi, I'm right. No. Nick Phú tơn này mà bị thọt LN 6-8. Với lại 104. Lại thì mọi thứ đều ổn. Nhưng mà chắc là sau sự kiện này Phú đi mỏ rồi. Anyway, một lần nữa, hy vọng là ngày mai ngày kia chúng ta vẫn được xem kèo của Phú. Nếu mà Phú đi mổ thì chúc em sớm lành bệnh để quay trở lại với kênh chat nha. Thank you Phú Bụt. Đánh gửi em một nụ hôn nhá. What the hell? Thiên Lý ơi, anh chỉ mong người bình yên thôi. What the hell? Tính Dragon. Ô, anh tưởng là bán rồi. Em biết anh sẽ nói thế. Đấy. Ok chưa? Đủ chưa nhờ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gói, 11 mốc. Cộng thêm một chút gói nữa, 62 đủ slot ta. Đủ, rồi ok. Tất cả sự kiện trong một click. Now. From nghệ sĩ nhân dân tính Dragon. 62 bách. Kèo nào sẽ là kèo chỉ số cao nhất, giá cao nhất ở đây nào? Lầu nhà 19.6%, 100% đi. Uầy, ra cái mùa return gọi là dã man này. LN là cao nhất. Rồi. Bo Rai. Luis Figo. Baby. Được thì chưa?
được ấy nhở. Hôm nay mở LN ngon nha. Trời ơi. Ui, Luis Figo. Được quá. Đây, check lại gói này, check lại gói này. Có. Trưởng gói 96. Trời ơi. Ê ơi, cái vụ này tôi hơi bất ngờ nha. Vụ này tôi hơi bất ngờ đấy. Trời ơi. Đúng là cái gói 96 này điêu thật. Vãi trưởng nhờ. Không, thực ra thì không đến nỗi toang lắm. Nhìn lít này ngon mà. Lít này là ngon rồi. Lụm thật sự, nhưng mà từ từ là phun cúc. Phun cúc. Từ là 6 đến 8 đâu, LN 6, 8 đâu. Ở sau thế. Ờ từ từ nào, LN 6, 8 đâu. À không, làm gì gói đấy nhỉ. Gói này lên chỉ số này, gói này. Ui. Phải biểu 2 gói 96 kìa. 2 gói 96 gánh điên luôn á. Ui, Figo này ngon nhờ. Figo này ngon đấy chứ. Ui, con này 10.000 tỷ à. Bán không? 45 con này lên TM được 255. 255. Không, làm sao mà chơi được hả anh em? Tôi chỉ ướm cho các bạn xem thôi, tôi chỉ ướm thôi. Ướm thử thôi. Tôi chỉ ướm nghịch thôi nhá, chứ tôi không có ý định đập đâu, các bạn đừng tưởng. Tôi không có ý định đập đâu. Ồ, còn Samba nữa này. Nguyên con Samba nữa. Úi trời ơi. Chết cơm đấy. Con Samba và nữa. Một con 123 nữa, còn một con 124 nữa là 4 vạch cả. Ôi. Xem thôi các bạn ơi, xem thôi, đừng comment nữa, xem thôi. Ướm hộ thôi. Ăn một click nha, một click nha, một click nha. Đây 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 rồi, một click em ơi, một click rồi nghỉ nhá. Tuyệt vời quá. Thôi đừng trách anh nhá. Anh one for all đấy. Một kèo nhanh chóng nhá, một kèo nhanh chóng nhá. Yes sir, vào cho Huấn nào. Giống Sancho quá anh nhá. Ra 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 đường người ta nhìn anh cũng hơi nhầm với Sancho đấy. Cái tóc anh đang để giống Sancho mà. Mọi người hay nhầm ấy. Uầy, có khi quả này ra Icon TM nữa ấy chứ. Madrid Vista. Tội cho bạn quá anh ơi, đã mở chưa? Chưa mở đã bảo người ta tội là như nào? Team Gen à. Ủa nhìn Puskas này quen đấy nhở. Ủa anh em ấy có phải là anh mở Puskas cho em không? Không anh ơi, không, anh mở Puskas cho em. Mình giả vờ có đúng. Đúng rồi anh ơi, được không? Đúng rồi anh ơi, để anh tự tin tí chứ. Ui 125 không biết đủ click không nhở. Em mua à? À ok em ơi. Ui 122 à. Bỏ bớt đi 2 gói nào. Yes sir, lần đầu tiên cảm ơn Huấn nhá. Cảm ơn Huấn vì một content rất chi là cháy sườn. Chúng ta sẽ có một click full vào vòng sự kiện. Một click trị giá 7.500.000. Anh chắc chắn với em rằng kèo này nó sẽ cho mình ra return 8 luôn đi chứ. Rồi ok. Ác này vừa ăn jackpot tuần trước á. Ủa? Ông này thì thế thì uyển khúc rồi. Nhưng mà thôi sao. Now one click. Nào 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 nào. Nào chúng ta sẽ mang lại cái gì cho Huấn nào. Ui, Icon TM sao? Icon TM sao? Ui, bách tung bách ngon nhất. Ý. Ui dồi ôi, 1.000 tỷ ngon nhất ạ. Cứu tôi mới. Paolo Maldini 1.500.000 ngon nhất. 119. Hero béo gốc bảy. Thề. Wow, có ai thấy return đâu không? Úi dồi. Park Ji Sung 6, Raikat 7. Úi return con nào đấy, return là con nào đấy. Úi dồi ôi, Upini Pin. Khó nói đây, khó nói đây, khó nói đây. LN ra 120 ạ. Ui chỉ cần, tính ra chỉ cần rô béo thôi là cũng được 2.000 tỷ rồi. Rồi ok, cảm ơn Huấn nhiều nhá.
Thôi nghỉ đây. Cảm ơn Huấn nhá. Thank you anh em. Bye bye anh em. Bye bye mọi người.